tích nghe thuyết pháp Thammasawanawattu kệ ngôn pháp cú câu 85 Apakate manusesu jejana paragamino athayan itara paja tirame wa nuthawati. Giữa nhân loại ít người, bờ kia đạt đến nơi có nhiều người còn lại, chạy theo bờ này mãi. Pháp cú câu 86 Yecha ho samadakate thamme thammanuvattino tejana parame santi machuteyan sudutaran. Nương theo pháp khéo dạy, những ai chân hành trì, vượt biển dục nan giải, sẽ đạt đến bờ kia. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Sitawana, đề cập đến nhóm thiện tín nghe pháp, tương truyền rằng nhiều người ở dọc theo một con đường trong thành Sawathi thỏa hiệp lập thành một nhóm thiện tín, làm phước trai tăng xong, rủ nhau ở lại chùa suốt đêm để nghe pháp. Tuy nhiên, họ không thể thức để nghe pháp suốt đêm theo ý định. Một số bị lòng tham dục thúc đẩy, tự động rút về nhà. Một số khác bị sự sân hận nổi lên cũng bỏ chùa ra đi. Một số nữa bị hôn trầm thụy miên, còn ngồi nán lại, gục lên gục xuống, chớ không nghe được pháp. Ngày sau, Chư Tỳ Khưu câu hội trong giảng đường, đem đề tài nghe pháp này ra đàm luận. Đức Bổn Sư ngự đến hỏi, này các Tỳ Khưu, hôm nay các thầy câu hội, bàn luận việc chi? Bạch Ngài việc này. Nghe vậy, Đức Bổn Sư giải thích, này các Tỳ Khưu, những chúng sanh ấy hằng sống theo cõi dục, dính mắc trong cõi dục như thế, nên rất ít người đạt được Niết Bàn. Để kết thúc thời pháp, Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn, ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, số lớn người còn lại xuôi ngược bờ bên này. Những ai chân chánh hành trì theo chánh pháp khéo dạy sẽ đạt đến bờ kia, vượt ma giới khó thoát. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nội trong đám nhân quần này, bờ kia đạt đến một vài mà thôi, còn thì vơ vẩn bồi hồi bao nhiêu người khác tại nơi bờ này. Những người nghe được pháp hay, ráng hành cho đúng lời thầy chẳng sai, bờ kia sẽ đạt đến ngay, biển trần lao ắt có ngày vượt qua. Chú giải, Apaka, số ít không có nhiều, Paragamino, đáo bị ngạn, qua đến bờ kia là đến Niết Bàn. Athayan Itarapaja, số người còn lại là phần đông nhân loại vì thân kiến, tức là thành kiến ngã chấp, cứ bám chặt vào danh sắc nên cứ chạy theo bờ bên này. Sammadakate, được chỉ dạy đúng đắn, khéo thuyết giảng, thâm mê trong các pháp đã thuyết. Thammanuvattino, pháp mà được nghe thuyết rồi, theo đó thực hành cho đầy đủ để chứng đạt đạo quả. Paramesanti, những người như thế sẽ đạt đến bờ kia, tức là Niết Bàn. Machuteyan, trong vòng tử thần, ám chỉ cõi trần, nơi mà chúng sanh bị cái gọi là phiền não ma vương Kilesa Marasankhata bao vây. Sudutaran, những ai thực hành đầy đủ theo pháp đã nghe thì thoát khỏi vòng vây của ma vương, rất khó vượt qua và đạt đến bờ kia là Niết Bàn. Cuối thời pháp, nhiều thính giả đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề rủ nhau làm phước, thức nghe kinh, ý niệm đầu tiên quả thật lành, ma dục xen vào, về nghỉ lẹ, lửa sân nổi giận, bỏ đi nhanh, lắm anh ngủ gật, gần như chết, nhiều chỉ hôn trầm, tựa mới sanh, vượt biển khổ qua bờ giải thoát, xưa nay rất hiếm, bậc viên thành, dứt tích nghe thuyết pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng
được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.